Dạ, vườn mai Miếng Dung em xin mến chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, hôm nay em làm một cái clip em đăng lên 20 cây siêu bông Bình Lợi anh chị. Dạ, để em giao lưu với anh chị 20 cây siêu bông Bình Lợi anh chị ơi. Địa chỉ của em là ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành, huyện Trợ Lách, tỉnh Bến Tre. Dạ, số điện thoại của em là 0366 048 123. Dạ, hình thức giao lưu thì anh chị nào hợp nhãn thì gọi điện thoại giúp dùm em. Dạ, phí ship thì em bao hết nha anh chị, giao tới nhà hết nha anh chị ơi. Dạ, em bao cho anh chị là vận chuyển cây đi, không có bị gãy cành, không có bị dập lá gì hết nha anh chị. Dạ, cái phần đó thì bên shop em bao phần đó nha anh chị ơi. Đó, rồi bắt đầu em vô em quay cây số 1 đây anh chị ơi, cây mã số 1. Đó, cây mã số 1, cây siêu bông Bình Lợi đây. Cây này ghép được 4 bo anh chị ơi. Đó, 4 bo. Đó, cái này là em bao anh chị là về nhà mình khoảng 10 ngày nữa là nó ra dài òn luôn anh chị. 10 ngày nữa là mình cắt bo được luôn nha anh chị ơi. Đó, một cái bo là mình cắt ra, một cái nhánh này là mình cắt ra được khoảng 10 bo đó anh chị. Nó có nghĩa là như cây này mai mốt thì mình lấy ra là ít nhất cũng được 40 bo này nha anh chị. Đó, ít nhất thì cũng được 40 bo. Đó, dạ đây. Đế thiệt là đẹp nha anh chị ơi. Nó củ đế thiệt là đẹp. Đó. Cây mã số 1 này em bán 3,5 triệu anh chị ơi. Đó, 3,5 triệu nha anh chị. Đó, 3,5 triệu. Dạ, tiếp tục tới cây mã số 2 anh chị ơi. Số 2 cũng cây siêu bông Bình Lợi, loại gốc nhớt nha anh chị. Đó, anh chị thấy tược dài òn luôn ha. Đó, mã số 2. Rồi, cây này em giao lưu với anh chị là 500.000. Dạ, 500.000 anh chị ơi. Rồi, cây mã số 3 đây anh chị. Mã số 3. Đó, anh chị thấy xùm xê ha anh chị ơi. Mã số 3 này em bán cũng 500.000 anh chị ơi. Mã số 3 500.000. Và cây mã số 4. Đó, cũng siêu bông Bình Lợi. Anh chị thấy cây nó khỏe, cái tược mọc cái này đây anh chị ơi. Đó, cái này về 10 ngày nữa là anh chị lấy được khoảng 9 bo tao lên đó anh chị ơi. Đó, mã số 4 em bán cũng 500.000. 500.000 anh chị. Cây mã số 5. Dạ, mã số 5 đây anh chị ơi. Đó, anh chị thấy tược phập ha. Cây này đế đẹp lắm nha. Mã số 5 đây anh chị ơi. Dạ, 500.000 luôn anh chị ơi. Mã số 5 500.000. Dạ, đây cây mã số 6. Mã số 6 anh chị ơi. Đó, cây này một ghép một bo nhưng mà nó lên được 2 tược anh chị ơi. Đó, mã số 6 đây. Số 6 em cũng bán 500.000 anh chị ơi. Dạ, 500.000. Dạ, cây số 7. Cây mã 7 anh chị ơi. Đó, cây này lên được 3 nhánh luôn đây anh chị ơi. Có một bo ra 3 nhánh luôn. Đó, mã số 7 em bán 500.000 anh chị ơi. Mã số 7 500.000. Và cây số 8 đây anh chị. Đó, cây mã 8. Mã 8 anh chị ơi. Dạ, 500.000 luôn anh chị. Đó, 500.000. Cây này ghép 2 bo, có cái bo này nó mới vừa phát triển sao anh chị. Nó vừa phát triển ha, vài bữa nó cái bo nó cũng ra dài đó anh chị ơi. Mã số 8 em cũng bán 500.000. Cây mã số 9 anh chị ơi, gốc to ha. Gốc này to lắm anh chị ơi. Mã số 9. Rồi, mã này em bán 600.000, mã số 9 nha anh chị. Mã số 9 600.000. Và cây mã số 10. Đó, lên 2 tược, một bo mà lên 2 tược dài òn luôn anh chị ơi. Đó, mã số 10. Rồi, em cũng giao lưu 500.000 anh chị ơi. 500.000 mã số 10. Cây mã 11. Đó, 2 tược dài òn luôn. 11 em cũng bán 500.000, mã số 11. Dạ, siêu bông Bình Lợi 500.000. Dạ, tiếp tục cây mã 12 anh chị ơi. Đó, mã 12. Dạ, mã 12. Đó, anh chị thấy cây thiệt là khỏe luôn, hang bo thiệt là khỏe anh chị ơi. Mã 12. Dạ, giá cũng 500.000 nha anh chị. Dạ, 500.000 mã số 12. Dạ, cây mã 13 đây anh chị ơi. Đó, mã số 13. Cây nào nó cũng rất là sung khỏe anh chị. Đó, cây nào cũng rất là sung là khỏe. Đó, đế, củ đế nó đây anh chị ơi. Mã 13 em cũng giao lưu 500.000 nha anh chị ơi. 500.000 mã 13. Rồi dạ cây mã 14 nha anh chị. Dạ tới mã 14 đây. Đó anh chị thấy tược nó phúng ra đây anh chị ơi. Đó ghép có một bo. Đó, nó ra hai tược. Đó, mã 14. Dạ em bán giá cũng 500k nha anh chị ơi. Mã 14 500k. Dạ tiếp tục tới cây mã số 15 đây anh chị. Mã số 15 anh chị ơi. Mã số 15. Đó hai tược rất là khỏe luôn. Mã số 15 em cũng bán 500.000 đây anh chị ơi, 500.000 mã số 15. Rồi tới cây 16. 16 này dài quá anh chị ơi. Nó nhánh dài òn ở cũ đây. Dạ cũ. Có cái cũ còn, ở đây nó còn cái rễ nó bao giáp vòng cái cũ nữa đây anh chị ơi. Mã 16. Rồi em cũng giao lưu với anh chị là 500.000 nha anh chị. Mã số 16 500.000 đây anh chị ơi. Cây mã 17. Dạ tiếp tục cây mã 17. Dạ đây. Cũ nó đây anh chị ơi, mã 17. Dạ 500k luôn anh chị ơi. Mã 17 500k. Rồi cây mã 18. Cái cũ quá sức luôn anh chị ơi. Mã 18 ha. Đây. Được nó xum xê luôn. Đó, đây cây mã 18. Rồi em cũng giao lưu với anh chị là 500.000 mã số và mã 18 nha anh chị. Đó ha. Đế nó đây anh chị ơi. Dạ cây mã 19. Giờ tiếp tục là cây mã 19 anh chị ơi. Nói chung là em lựa ra 20 cây này là nó rất là khỏe, cây nào cũng rất là khỏe nha anh chị. Đó mã 19. Rồi cây này em giao lưu với anh chị cũng 500.000. Đó, gốc đế nó đây anh chị thấy cây nó khỏe ha, cái gốc phôi nó khỏe anh chị thấy nè. Đó nó xì tược lên đây anh chị ơi. Đó, anh chị thấy ha. Rồi cây mã 20, cây cuối cùng anh chị. Đó, cây mã số 20. Đây 20. Cây cuối cùng. Mã số 20 đó. Rồi cây này em cũng giao lưu với anh chị là 500.000 luôn. Đó, đây anh chị ơi. Dạ 500.000 siêu bông Bình Lợi nha anh chị. Dạ là tất cả hết là 20 cây siêu bông Bình Lợi ha. Cây lớn nhất, cây số 1 lớn nhất hồi nãy thì đó, cây đó thì giá 3,5 triệu. Dạ với cây số 9, với cây số 9 thì giá 600.000. Dạ còn lại là đồng giá. Đồng giá là tất cả là 500.000 cây hết nha anh chị. Dạ vườn mai Miếng Dung em rất mong được nhận được sự ủng hộ của cô chú anh chị ạ. Đó anh chị nào dạ nhớ hộp nhãn cây mã số mấy, dạ nhớ gọi điện thoại ủng hộ giúp dùm em. Dạ em bao anh chị là ship không có bị gãy cành nha anh chị, không có bị dập lá gì hết nha anh chị. Dạ mấy cái dòng này em làm rất là kỹ ha. Đó. Dạ em bao là không có bị dập lá gì hết nha anh chị ơi. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị đã dạ xem clip ủng hộ giúp dùm em. Dạ em xin chào tạm biệt cô chú anh chị ạ. Dạ hẹn gặp lại cô chú anh chị dạ trong những clip sau cô chú anh chị. Dạ em xin chào tạm biệt.